đây là đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Đông Tây với góc đường Hải Thượng Lãn Ông, chợ lớn ở vậy, hướng về quận 1. Sáng ngày 27 tháng 2 khoảng 7:50 sáng vậy. Thời tiết Sài Gòn hôm nay rất là mát, 27 độ C, nắng đẹp, rất là dễ chịu vậy. Mình đặc biệt đi trên đại lộ này, phong cảnh rất là đẹp nè. À, gì thấy Sài Gòn yên bình không? À, bên kia là quận 8 á vậy. Bên đây là quận 5. Trên đây là cầu Nguyễn Tri Phương nhớ vậy. À, sáng nay chỗ gì coi như theo người dân Sài Gòn đi làm bằng xe Honda đó, chạy tất bật ra. Đường An Bình nhớ vậy.
trời, thấy cảnh buôn bán trên đường rất là sinh động gì ha. Tiếu Hòa Viên á. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Bên phải đây là đường Trần Tuấn Khải. Cái là rạp Đống Đa nè quý vị. Đây là đường Bùi Hữu Nghĩa. Phải là đường vì thấy cảnh Sài Gòn sáng sớm có một tí sương mù á, vì thấy rất là đẹp ha. Rồi quẹo đây là đường Quỳnh Mẫn Đạt. Nguyễn Trãi với lại Lê Hồng Phong. Phải đây là đường Trần Bình Trọng nha quý vị. Đây có gì nhờ tôi quay nhà thờ Chữ Quán nè. À, nhà thờ Chữ Quán đó chị. Rất là đẹp ha. Mấy
clip trước tôi có quay nhà thờ chữ quán bên trong nữa chị, chịu khó tìm lại trên cái danh sách phát. Rồi bên tay trái đây là mộ Biruski nè. Rồi quẹo phải đây là đường Trần Hưng Đạo hướng về chợ lớn nha quý vị, phường 2 quận 5. Đây bên tay trái của Thánh Thất Cao Đài nè. Thánh Thất Sài Gòn đó quý vị. Rồi tôi quẹo phải đường Lê Hồng Phong nè. Ngày xưa là đường Biruski quý vị. À, quẹo qua đây nó thuận nắng quý vị, thấy hình nó nét hơn. Bên tay trái là chung cư Nguyễn Trãi quý vị. Dòng Sài Gòn sáng sớm cho quý vị xem đỡ nhớ Sài Gòn nha. Good morning quý vị. Thank you, see you. Yeah. Đây là đường Nguyễn Trãi.